Xin chào các bạn. Hôm nay tôi lại giới thiệu với các bạn một sản phẩm của Galus. Đó chính là nồi chiên không dầu. Galus thì cũng có rất nhiều loại nồi chiên không dầu. Hôm nay tôi sẽ mang đến các bạn một loại size tương đối là vừa phải. Đó là nồi chiên không dầu của Galus. Dung tích 3,2 lít. Có mã sản phẩm là GLA301. Xung quanh của vỏ hộp chúng ta có các thông tin như thời gian tối đa 30 phút, dung tích là 3,2 lít, nhiệt độ từ 80-200 độ, nguồn là 220V, cân nặng là 4,7 cân, công suất là 1400, dây cắm nguồn là dài 1 mét. Xung quanh thì thông tin cơ bản của nồi chiên này là như vậy. Sau đây tôi sẽ mở hộp sản phẩm. Khi mở hộp sản phẩm, bên trong chúng ta có ngay một có vẻ như đây là sách một số công thức nấu ăn của cái nồi chiên này. Đúng như vậy, đây là một số món ăn Galus đã làm việc với các cái đầu bếp để cho ra công thức nấu được trên cái nồi chiên của Galus này. Các bạn có thể tham khảo để biết là cách thực hiện các cái món ăn như vậy. Và tiếp theo chúng ta có lẽ đây là một quyển sách hướng dẫn trang, nhưng mà nó bằng tiếng Anh. Ngoài ra chúng ta có thêm một phiên bản tiếng Việt, nhưng mà nó rất nhỏ gọn thôi. Đấy, cũng hướng dẫn như nào, cách sử dụng như thế nào, bảo dưỡng ra sao, đó, cách bảo quản an toàn và một số lưu ý. Thì các bạn nên đọc qua các cái thông tin trong quyển sách này và sách hướng dẫn. Wow, thiết kế khá ổn. Đây này. Tiếp theo bên trong chúng ta rồi, nặng phết đây các bạn ạ, 3,2 lít mà nặng đến 4,7 kg. Thứ nhất là con số không hề nhỏ đâu. Đây, nồi chiên này là chiên cơ các bạn nhé, chiên cơ. Dây nguồn thì được đấu liền với cả nồi. Đây, chúng ta có cái nồi nặng ghê cơ, 4,7 cân. Thì nhìn vào sản phẩm thì từ mặt trước, thiết kế của bên ngoài thì nó chủ yếu là phần nhựa bóng, đen bóng. Phía trên mặt trên thì chúng ta có một lớp inox phay xước để tạo điểm nhấn cho cái nồi. Tiếp theo ở xung quanh ở phía trước thì chúng ta có hai nút, một nút là vặn chỉnh nhiệt độ từ 80-200 độ, một nút ở dưới chỉnh thời gian đấy, tiếng gạch. Khi mà đến hết thời gian sẽ tinh một tiếng.
mặt sau chúng ta có một cái khe thoát nhiệt, phía dưới chúng ta có một dây nguồn dài 1 mét. Đó. Tôi sẽ mở bên trong cho các bạn xem. Bên trong chúng ta cần phải bóc cái băng dính ra. Có sản phẩm rất là kỹ lưỡng. Ok, đây là bên trong của nồi chiên. Bên trong của nồi chiên chúng ta có một khay đựng với dung tích là 3,2 lít. Đây các bạn nhé, 3,2 lít. Thì cái cơ chế mà tháo cái lòng của cái nồi ra giúp cho chúng ta dễ dàng vệ sinh sau khi nấu thức ăn xong. Đây, xung quanh của dung tích nồi đó, khi mà các bạn muốn vệ sinh ấy thì các bạn hãy đẩy cái nút ở đây ra, đẩy về phía trước, có cái nút ấn vào một cái nhấc lên thì chúng ta sẽ tháo được cái nồi bên trong và cái nồi bò quanh bên ngoài. Thì nồi bên trong thì chúng ta có những cái lỗ, lỗ này thì để giúp cho dầu mỡ được chảy qua và không bám vào thức ăn, giúp cho thức ăn được ngăn cách với dầu mỡ. Đó, như này. Thì bên trong này chúng ta có một, phía bên trên bên trong chúng ta có một cái nắp dẫn nhiệt để nấu chín sản phẩm. Đó. Như vậy thôi, nấu chiên cơ bản là cơ chế hoạt động sẽ như vậy. Đây là nồi chiên Gallus, dung tích 3,2 lít. Vâng. Phía thiết kế bên ngoài chúng ta có một thiết kế theo tôi thì nhìn sơ qua nó khá là nam tính. Phía trên thì có một đường nét phẳng sắc cạnh, nhưng mà xung quanh thì nó làm hình tròn, hình trụ. Đó. Nhưng mà những cái thiết kế này, như phay xước ở vỏ nhôm này, những cái nút này khá là tính so với các loại đồ chơi khác. Thì sau đây tôi vừa giới thiệu đến các bạn là nồi chiên của Gallus, dung tích 3,2 lít. Các bạn có thắc mắc gì hãy comment phía bên dưới, tôi sẽ trả lời các thắc mắc của bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy bấm like và share. Xin chào và hẹn gặp lại.